thì tình trạng này sẽ dẫn tới đại dịch trên toàn cầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe. Đến với hội nghị ngày hôm nay thì tôi xin được chia sẻ chủ đề béo phì, vấn đề thời đại và khuyến cáo điều trị. Phần trình bày của tôi gồm có 5 phần. Về dịch tễ học của béo phì thì như quý đồng nghiệp đã biết, béo phì là một bệnh và một vấn đề sức khỏe toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì béo phì đã được xem là một bệnh lý mạng tính lưu hành ở cả những nước phát triển và đang phát triển và biểu hiện ở cả trẻ em và người lớn. Theo MS thì béo phì được nhìn nhận như một bệnh lý mạng tính và được đánh giá là kết quả của sự tương tác của nhiều yếu tố như là yếu tố di truyền, rồi là chuyển hóa, môi trường và những cái yếu tố về hành vi và dẫn tới là tăng cả tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong. Theo Tổ chức Liên kết phát triển của các nước đang phát triển thì hiện nay ở các nước đang phát triển, tình trạng thừa cân béo phì là chiếm đa số và ngày càng gia tăng. Về dịch tễ của béo phì thì Tổ chức Y tế Thế giới đã xem béo phì là một bệnh từ năm 1948 và mã ICD của béo phì là E66. Và Liên đoàn Béo phì Thế giới thì đã dự đoán vào năm 2025 sẽ có 51% dân số thế giới, là khoảng 4 tỷ người bị béo phì hoặc thừa cân. Và tỷ lệ béo phì đang gia tăng đặc biệt nhanh chóng là ở trẻ em và các nước có thu nhập thấp. Và theo cái mạng lưới béo phì của châu Á, Đông Nam Á thì Đông Nam Á ước tính có 30 triệu người trưởng thành bị béo phì. Và cái tỷ lệ béo phì ở khối ASEAN thì đang được báo động, tăng gần 40% từ năm 1990 đến 2013. Và trong đó thì các nước như Indonesia, Lào, Thái Lan, Việt Nam là những nước có tỷ lệ béo phì tăng nhanh nhất. Về gánh nặng toàn cầu của béo phì thì Liên đoàn Béo phì Thế giới cũng đã tiến đoán vào đến năm 2060 thì những cái tiêu tốn về chi phí về ngân sách của toàn thế giới do cái béo phì và thừa cân gây ra có thể lên tới 3,3 GDP ở toàn cầu. Và mỗi năm chúng ta có thể tiết kiệm được 2,2 nghìn tỷ đô la Mỹ nếu như mà cái tỷ lệ thừa cân béo phì ngang mức của 2019. Tình hình ở tại Việt Nam chúng ta thì như thế nào ạ? Ở Việt Nam chúng ta thì cái thừa cân béo phì là nguyên nhân lớn dẫn đến các bệnh lý không lây nhiễm và chiếm đến 70% là gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam. Và tỷ lệ ở trẻ em Việt Nam thì bị béo phì thì tăng gấp 2,2 lần, từ 8,5% tăng đến năm 2010 lên đến 19% năm 2020. Và theo một thống kê vào năm 2021 thì tỷ lệ thừa cân béo phì ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là chiếm 18% tổng số trong cả nước. Phần thứ hai là nguy cơ bệnh tật của béo phì. Chúng ta thấy rằng thì béo phì là một cái bệnh mà tích lũy mỡ và là một bệnh là người bệnh lý phức tạp và có sự tham gia của nhiều yếu tố. Và nguyên nhân là do sự mất cân bằng giữa năng lượng tiêu hao và năng lượng nạp vào. Và nguyên nhân thì đầu tiên là liên quan đến cái thói quen ăn uống, thói quen thức ăn nhiều và nghiền ăn uống và những cái thức ăn rất là giàu năng lượng, giàu đường, giàu mỡ, rồi muối và dẫn tới là dư thừa năng lượng và về lâu dài thì tích tụ gây nên cái tình trạng béo phì. Ngoài ra thì những cái yếu tố khác, ví dụ như là cái lối sống tịnh tại, ít vận động, rồi cũng như là tình trạng ngưng hút thuốc lá và những cái yếu tố sinh lý xã hội, tâm lý xã hội. Và đặc biệt ở những trường hợp mà các bạn mà bị stress, lo lắng, căng thẳng thì cũng có thể đó là một nguyên nhân dẫn đến béo phì. Do khi mà bị stress và lo lắng căng thẳng như vậy thì có thể tiết ra các phát tích và như vậy gia tăng tích tụ mỡ ở và đặc biệt ở vùng bụng. Và những trường hợp mà bị stress thì cái tìm đến thức ăn có thể là một cái giải pháp để giúp là giải tỏa stress, cho nên cũng dẫn đến cái béo phì. Những cái nguyên nhân khác, ví dụ như tai mô mỡ thì có thể là có sự gia tăng của phì đại cũng như là quá sản của
mô mỡ. Thì quá sáng mô mỡ có thể là gia tăng số lượng mô mỡ hoặc là tăng thể tích của mô mỡ. Và hiện tại thì mô mỡ thì có thể xem như là một tuyến nội tiết tiết ra cái leptin để ức chế sự thèm ăn. Tuy nhiên khi mà ở bệnh nhân thừa cân béo phì thì cái có tình trạng kháng leptin thì dẫn tới là mất cái kiểm soát của sự thèm ăn, cho nên là dẫn tới ăn nhiều và làm nặng hơn cái tình trạng béo phì. Rồi những nguyên nhân khác ví dụ như là tạo tuyến tụy thì có thể là do có những cái u tăng tiết insulin cũng gây nên tình trạng béo phì, rồi tại ruột hoặc là nguyên nhân do yếu tố di truyền. Thì nếu bố mẹ bị béo phì thì cái tỷ lệ con bị béo phì lên tới 80%. Còn nếu không có cái yếu tố di truyền này thì cái tỷ lệ mắc của con có chỉ là 7% mà thôi. Và có cái gen FTO, nếu những người có gen này thì cũng có nguy cơ là dễ bị béo phì. Ngoài ra thì do nguyên nhân của thuốc thì một số thuốc cũng gây là kích thích thèm ăn và dẫn đến cái tình trạng béo phì, như là những cái thuốc corticoid, rồi những thuốc chống loạn thần, những thuốc chống trầm cảm 3 vòng, 4 vòng thì cũng là cái nguyên nhân dẫn đến cái béo phì. Thì béo phì gây ra những cái bệnh gì? Thì béo phì có tác động bất lợi đến tất cả các vấn đề sức khỏe, làm giảm thời gian sống. Ví dụ như các bệnh lý liên quan là tăng huyết áp, rồi bệnh lý tim mạch, bệnh xương khớp. Thì cái này là do trầm lượng quá tải thì dẫn tới các cái hệ xương khớp thì rất là dễ bị viêm và thoái hóa khớp vân vân. Hoặc là đái tháo đường thứ hai thì liên quan đến do kháng insulin, rồi sỏi gan, rồi gan nhiễm mỡ, các cái bệnh lý ung thư và đặc biệt là ung thư của hệ tiêu hóa. Tiếp theo là phần chẩn đoán. Thì có rất nhiều cái chỉ số để đánh giá cái tình trạng béo phì. Tuy nhiên hiện tại cái chỉ số BMI là cái chỉ số tiền lời rẻ tiền và đơn giản nhất và được sử dụng rộng rãi để chẩn đoán béo phì. BMI thì bằng cân nặng trên chiều cao bình phương. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì tiền béo phì hay là thừa cân thì được chẩn đoán khi BMI ở trong khoảng 25 đến dưới 30. Và béo phì khi BMI lớn hoặc bằng 30, và tùy các cái mức độ thì sẽ phân các mức độ nặng từ 1 đến 3. Đối với người châu Á chúng ta thì tiền béo phì hoặc là thừa cân được chẩn đoán khi BMI ở trong khoảng là 23 đến dưới 25, và béo phì khi BMI là lớn hoặc bằng 25. Thì vòng bụng cũng là một cái thước đo bệnh béo phì, và béo phì dạng nam tức là béo phì phần trên cơ thể khi vòng bụng lớn hơn bằng 80 cm ở nữ và lớn hơn bằng 90 cm ở nam, và nguy cơ bệnh tật tăng lên khi bệnh nhân có cái béo phì dạng nam. Rồi còn phương pháp mà đích xa hấp thụ năng lượng kép thì đây là một cái tiêu chuẩn vàng trong đánh giá lượng mỡ. Thì chúng ta đã biết DISA là cả cái phương tiện được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu quá trình khử khoáng xương và loãng xương, thì đấy cũng được áp dụng trong đánh giá lượng mỡ. Nhưng mà ở DISA thì không thể phân biệt mỡ dưới da và mỡ nội tạng, thì đây là cũng một cái hạn chế. Phần thứ tư là điều trị béo phì. Về điều trị thì mục tiêu chung là việc quản lý và điều trị béo phì thì có mục tiêu rộng hơn là giảm cân đơn thuần, mà ngoài ra thì còn cần giảm cái tố nguy cơ biến chứng và cải thiện sức khỏe. Và cái điều trị tốt béo phì thì có thể làm giảm các nhu cầu điều trị các bệnh động mạch, và điều trị thích hợp cho béo phì thì bên cạnh giảm cân thì cần kết hợp điều trị các cái biến chứng. Thì mục tiêu giảm cân thực tế là giảm cân 5 đến 10% trong khoảng thời gian 6 tháng, và cái cần duy trì giảm cân kết hợp với phòng ngừa và điều trị các bệnh lý động mạch. Đó là cái hai cái tiêu chí chính để thành công. Và như chúng ta đã biết, béo phì là một cái bệnh lý mãn tính, và vấn đề quản lý thì cần phải phối hợp với đa chuyên khoa để giải quyết nhiều khía cạnh khác nhau, và cần phải có sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa về béo phì, về bác sĩ chuyên viên về dinh dưỡng hoặc là thể lực tâm lý, rồi cả các chuyên khoa sâu như nội tiết, tim mạch, sản khoa, can thiệp ngoại khoa, rồi điều dưỡng, dược sĩ, nhân viên quản lý, vân vân. Đây là sơ đồ hướng dẫn theo dõi và điều trị béo phì. Thì đối với những người được chẩn đoán béo phì tức là BMI lớn hơn bằng 25
thì cần phải có cái sự đánh giá và điều trị các yếu tố nguy cơ và các bệnh có liên quan đến béo phì, và cần phải thay đổi lối sống toàn diện. Nếu trọng lượng giảm lớn hơn bằng 5% và đạt được cải thiện mục tiêu sức khỏe thì tiếp tục theo dõi và duy trì thay đổi lối sống toàn diện. Nếu không đạt được thì can thiệp lối sống, tăng cường và dùng thuốc. Và nếu trọng lượng giảm được 5% và đạt được cái mục tiêu cải thiện sức khỏe thì tiếp tục theo dõi và duy trì lối sống toàn diện. Còn nếu không đạt được và BMI lớn hơn bằng 30 thì cái bệnh nhân có những cái bệnh liên quan béo phì thì cần phải cân nhắc đến phẫu thuật. Đây là cái chiến lược điều trị béo phì. Như vậy trong tất cả các cái mức độ của béo phì thì cần phải có thay đổi lối sống toàn diện. Đây là cái first line, cái đầu tiên để mà lưu ý. Cái thứ hai là thuốc thì chỉ sử dụng khi can thiệp lối sống trên 3 tháng mà không giảm được 5% cân nặng. Và như vậy khi BMI ở khoảng từ 30 lớn bằng 30 trở lên thì cần phải can thiệp thuốc. Và phẫu thuật chỉ đặt ra khi là BMI lớn hơn bằng 30 kèm cả các bệnh động mạch liên quan đến béo phì, hoặc là BMI lớn hơn bằng 35. Thì thay đổi lối sống toàn diện là bao gồm tiết thực, vận động và tâm lý liệu pháp. Còn thuốc điều trị thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta mới chỉ có hai thuốc được phê duyệt, đó là Oxlistat và Liraglutide. Về phẫu thuật điều trị béo phì thì rất nhiều phương pháp ngoại khoa, và mục đích là để làm giảm thể tích dạ dày, như vậy là giảm cái lượng thức ăn đưa vào. Và nguyên tắc điều trị tiết thực là kiên trì lâu dài, phối hợp nhiều phương pháp và điều trị tích cực khi có tăng huyết áp, suy tim và giảm cân từ từ bền vững, đáp ứng với nhu cầu người bệnh. Và một số cái lưu ý trong vận động là nên bắt đầu chậm rãi và tăng dần lên, và cần và lưu ý tránh các chấn thương khi vận động ở cường độ cao. Và cái tâm lý liệu pháp trong điều trị béo phì thì hỗ trợ rất nhiều cho những người bệnh bị trầm cảm, lo lắng. Về thuốc thì nguyên tắc chung là khuyến cáo mục tiêu chính là giảm 5-10% cân nặng trong 6 tháng khi bắt đầu điều trị. Và cân nhắc khi sử dụng thuốc điều trị béo phì, khi là khuyến cáo ngưng thuốc điều trị béo phì nếu không đạt được giảm lớn hơn bằng 5% cân nặng sau 3 tháng điều trị. Và lưu ý là không khuyến cáo dùng thuốc béo phì ở phụ nữ mang thai, cho con bú cũng như phụ nữ đang chuẩn bị có thai. Và đây là hai cái thuốc mà hiện tại thì được đã Bộ Y tế Việt Nam chấp thuận trong cái điều trị béo phì theo cái phác đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị năm 2022. Đó là cái Oxlistat thì có tác dụng là giảm cái hấp thu cái cholesterol và như vậy làm giảm cholesterol trong máu. Thứ hai là cái Liraglutide, thì cái thuốc này là lúc đầu là một cái thuốc điều trị đái tháo đường và được áp dụng điều trị ở bệnh nhân béo phì với tác dụng làm giảm cảm giác thèm ăn qua cái tác động vào vùng hạ đồi nơi kiểm soát thừa thèm ăn, và tác dụng làm giảm sự trống dạ dày thoáng qua. Thì đến phẫu thuật thì tôi đã nói rồi. Và phẫu thuật điều trị hiệu quả cho 80% bệnh nhân béo phì. Đây tôi xin giới thiệu một số cái phương pháp phẫu thuật thì hiện tại đang áp dụng tại Việt Nam chúng ta. Thì các cái kỹ thuật phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày, rồi là các cái phẫu thuật nội tắc dạ dày, thì và phẫu thuật đặt bấm dạ dày. Tất cả những phẫu thuật này thì mục đích để làm giảm thể tích dạ dày, và hiện tại thì ở Việt Nam thì đã sử dụng một số bệnh viện ở Việt Nam như là bệnh viện Việt Đức, tuy nhiên cái số lượng cũng chưa nhiều lắm. Và cuối cùng là cái phần kết luận, thì kết thúc bài báo cáo thì tôi cũng xin chia sẻ với quý đồng nghiệp một số cái thông điệp. Thứ nhất là béo phì là một bệnh mãn tính đang gia tăng trên thế giới và tại Việt Nam, và béo phì tác động bất lợi lên các vấn đề sức khỏe, gây ra nhiều bệnh lý mãn tính không lây nhiễm như đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, đột quỵ, tăng lipid máu, hội chứng ngưng thở lúc ngủ, hoại hóa khớp và ung thư đường tiêu hóa. Và cái chỉ số BMI đánh giá mức độ thừa cân béo phì là tiện lợi nhất hiện nay, và phương pháp hấp thụ năng lượng kép là tiêu chuẩn vàng trong đánh giá lượng mỡ cơ thể. Và béo phì cần được quản lý và điều trị lâu dài với phối hợp đa chuyên khoa. Thì kết thúc bài báo cáo thì tôi xin đưa lên cái hình ảnh là cái ngày béo phì thế giới. Và chủ đề của ngày béo phì thế giới 2022 là chúng ta hãy
thay đổi quan điểm, hãy cùng nhận thức về béo phì và nâng cao những nhận thức cho nhân viên y tế cũng như cộng đồng về béo phì. Và tôi cũng mong muốn tất cả chúng ta hãy chung tay phòng chống béo phì để có một chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người dân Việt Nam. Tôi xin kết thúc bài báo cáo đây. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đồng nghiệp.